Tâm dâm nha. Vậy cái quán kêu tâm dâm ăn kêu gì? Chúc mừng sinh nhật dì Chúc nha. Rồi, chúc mừng dì Chúc thì hôm nay là dì Chúc cũng đãi tiệc. Đãi cái tiệc này. Cái này giờ đang còn 3 cái camera, chị em hãy thật tiền cho cái camera đi. Đây là món mực trứng nha. Camera làm như nó hơi qua đây nha. Để mình bẻ nó qua đây tí. Anh với em ngồi ở trong góc này không thấy gì hết trơn nha. Kệ đi. Không thấy em cũng được. Không thấy thì nó ăn cho được gì vậy. Đây mình thử món mực trứng nha. Đó. Trời ơi. Con bé. Cắt chặt ơi. Ăn cái mùi mực trứng nó giống như là mới bắt ngoài biển vậy luôn á. Tươi. Có biển. Mình sẽ thử 1 kg. Cảm ơn em phải. Dạ, chưa. Chưa bà. Phải cho em chụp chưa? Anh lấy được mấy 0.5 được. Nhưng mà có sốt nó ngon quá. Đây có cái gì tâm dâm hả? Tâm dâm hả? Carafit hả? Tâm đất.
Tập hợp đất nha các bạn. Sinh nhật chị Trúc, chị Trúc đãi lớn quá nè, đi đây thấy không, đây còn tôm còn đất nè, để thử cái nước đó nha. Cảm ơn chị Trúc nha. Thôi Nhi qua đây nữa rồi à. Thấy cụ thể ôi chai quá, chết đùa, con này thua rồi. Đây là cái con tôm hùm đất nha, lần đầu tiên nó thấy. Ăn sao vậy? Nhìn nhận chung đó thì cái tập hợp được con đó thì cũng tò mò tính ăn thử con này nè. Đút cái nó cho mình miếng thịt luôn mà. Bà Chiếu quay vlog thì bà Chiếu thì nó chỉ điện thoại chứ không nó chỉ có hành trang nữa. Phúc Trang cũng vợ cái đấy. Giỡn quá. Nói chứ quay này quay vậy kỷ niệm thôi mà. Mình nói vậy lúc đó mình nhớ là cái con này con tôm hùm đất. Ở trong cuộc đời của mình đã từng được ăn con tôm hùm đất rồi. Nó có cái chài con tao lắm đây rồi. Chắc ăn cái mình được. Ăn cái càng không phải vậy được. Con một trứng. Một trứng bự ra luôn á. Anh ơi, anh thấy em đẩy cái chậu này là anh thấy nó hợp lý luôn á chú. Nó phù hợp. Chị này ăn xin được ai? Chị nói mẹ tài trợ. Bắp lại kìa quá. Mình ăn trái bắp cho nó chắc như bắp nha. Mà cái sốt nó cay quá. Sốt thật ngon. Cái sốt thì nó nóng rồi, ngon. Ngon. Ăn nhỏ xích của em mới được. Thấy hay hả? Để cho nó tình cảm vậy. Là anh đang quay trong cái app của nó đúng không? Đúng. Anh tắt sáng cái điện thoại lên. Cái điện thoại sai. Không, điện thoại sáng thì mang lên. Đăng lên, nó quay dẫn diễn thôi. Không giỡn á. Đó, còn không một giỡn. Nhỏ hôm nay mình tôm hả? Diễn tôm. Anh phải có gì chưa? Từ cái ngày mà em ăn được cái con đó là có khi em đang làm tôm cái đó. Cũng sao con tôm lên ghế em làm.
chứ không nhờ dì Trúc chi dì Trâm làm gì mà biết cái con tôm thầm chắc là gì, nghe tôm thầm tinh thầm chứ đâu biết. Nhưng mà mới mốt đãi con tôm thầm bự đi nha, có chiều nay luôn đi chứ nói gì. Ngon không anh Thiếp? Hả? Ngon không? Không có gì hết á. Em đừng nói lớn quá em kỳ á, để nói khen quét mà. Mày quét làm sao nghe, làm sao? Không, chọc quét nó đi. Không, cái con nó thôi. Nè, cái ấy là tao ăn cái đầu lắm. Đầu nó có gì ăn như cái đầu nó bụng có gì hết. Cái mình nó thì giờ nè, phải mình nè, cái cắm cái đuôi nó hay gì nè. Rồi sao mà cái đầu nó nắm cái này, tắt nó lắm kìa. Cái đi ăn những món này rồi tao mới thấy tập với cộng cho cái cắm chồng. Rồi, thế là cho vợ nè. Ăn món khác. Trong này có xúc xích nữa nè. Còn hai đứa em. Hồi xưa á, cái điện thoại của ba anh là đi làm quay những cái gì đó. Tắm ta làm gì đó mất hết trơn. Quay mà người la, quay rồi dữ luôn đó. Tắm 2-7 nữa là anh tốt tiêu chuẩn cho mặt cho người da 360 lâu rồi. Mình tài hoàn sao thu gọn có một góc hoàn thấy anh gửi cho chị em gán chừa tiền rồi mua tặng cho hai bạn gì hai bạn cái đó 11 triệu lận ba chị em chia ra có nhiêu tiền đâu mà bỏ đứa 1 triệu còn lại nhỏ thôi 1 triệu chắc chắc còn khuya rồi đó. Cái đó là cái gì? Cái đó là cái gì? Mỗi đứa 1 triệu thì nhỏ sẽ được thêm 2 triệu. Cái đó là cái camera. Nè, bắt đầu đi. Mấy anh đồ sống không được, chỗ này nó đó đi. Anh ăn cái đầu đi. Còn cái dưới là hành tay hả? Hành tay. Anh biết bây giờ em muốn làm gì không? Ủa hả? Đi thay vậy? Cái dưới 1 triệu nhắm mắt gì? Sáng ngủ dài nhỏ em đang ngủ rất là ngon dò dở về cái con mắt luôn dò dở 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 Trần ăn à? Đang cho mọi người đánh thịt mọi người ăn mỹ miệng tới nha. Quang sầu sầu tới nhà. Ăn cho mấy kiểu là vậy nè. Trời ơi ngon. Vậy nè. Ăn cái kiểu sẽ không phải ăn kiểu ăn kiểu nó còn sống kìa thấy chưa, ăn kiểu qua hậu nó còn sống kiểu qua hậu kìa nó còn sống đi nè bà nó có chanh cho ăn luôn á, lát anh sẽ lột cái chanh này quá lột cái chanh này rồi ai vậy. Kiểu hết đi combo này nhiêu tiền nha. 1 triệu. 1 triệu hả? Ừ. 1 triệu mà ngon hơn mấy điểm đi du lịch luôn trời. Hả? 1 triệu mà ngon hơn mấy điểm du lịch luôn. Ngon hơn mấy điểm đi du lịch. Thì anh lọc cho. Anh sẽ thí sinh. Để đi khỏi mẹ đó. Anh cho phép anh lọc cho mấy em nha. Nè, để nè. Trời ơi. Có nhảy.
giật mình đó con. Để người ngoài cho nó ngủ tí á. Nóng quá. Lớn này em sao hỏi? Em không phải dính chứ ba. Con em bóp cho. Chưa không đóng tin chứ em. Con đá đưa ra em bóp ra cho. Ghê vậy sao? Em cho em cho. Ngoài bóp cho hai con luôn. Ý là em bóp á. Con em bóp. Ở đây ở con rồi. Đơn giản không? Dễ không? Bấm cái đuôi. Bắt cái chỗ đuôi nè. Đâu có cần lọt tôm đâu, con này đâu có cần lọt tôm. Được. Cái gì mà bao cho ăn thôi được rồi. Em lột cái chịu cũng được chứ. Cái con này, cái con này ăn dở. Con này sao chưa ta ăn cho tôi một tấm là ăn này. Đẹp. Thấy là có mẹ chứ. Vậy mấy con nó bụng nữa nè. Bở. Chết rồi. Chở cho nó xong thì mình hãy cái lẩu nó ngon ngon. Nhưng mà ở đây á, là chiên lẩu ghẹ, thằng nha là mình phan lẩu ghẹ nó mới ngon. Cái nước ghẹ, nhớ không? Cái nước của lẩu ghẹ, cái nước bài. Chứ ở đây ta để bỏ ghẹ là lẩu ghẹ mà mình vô mình ăn mấy món khác thì đâu có bằng lẩu ghẹ được. Con biết gì nhỏ cung gì không? Tôm hùm China. Con này ở đâu? China. Nhưng mà nó thả nó giống như ốc mùa vàng vậy, hiểu không? Thả đâu sống được hết. Tạm dừng tí đi. Để quay. Mình nãy cái nước này là lúc là mình ăn đó. Mình nó chưa có cái nước bánh mì đúng không? Đó, giờ ăn nè. Bây giờ thì về luôn, mai mới đi với nhỏ. Trời, khi con nước bánh mì ăn vô thì nó cũng đẹp. Bữa giờ đi ăn mai thì đâu rồi? Không qua mình đi rồi. Về cũng có luôn hả? Chào, chưa ăn kẹp nó máy kìa. Ê, chiều nay là sao? Ủa? Chị bé đâu? Trời ơi, kìa cái bé thôi chứ. Chiều nay là tình chiều nay là sao? Cái nhầm mà nó đẹp sao em?
xin cái bán nè. Cái cân cũng cao bây giờ. Để về áo ở phía sau lưng nè. Đó, đưa đây là ba. Thì ra nó còn sau lưng. Ây, đây, chiều đây là trình sao? Bốn tầng ô không mà mấy ngàn một chỗ. Tao tiệm cho tao mà mở tiệm mà tao gặp hàng của khách là gặp đúng một ngày tao dẹp tiệm luôn. Tao dẹp luôn chứ không trở đây một tháng luôn. Hứa tao luôn. Gặp anh nữa. Ngày thứ nhất gặp bà, ngày thứ hai gặp vợ, chồng anh là đóng cửa chứ. Dẹp luôn. Cái gì vậy? Mẹ ra. Cái thuốc của em không? Cho núm vào đi, cho núm vào cho nó ngọt. Trời, cho tao hủ nó. Cái này chị nghĩ là tỏi vô luôn. Bởi vậy? Mà nói đi nói lại hồi nãy là có cái mực trứng là ngon nhất nha. Đúng rồi. Ủa hả? Sáng ngày mấy giờ? 4:11 là tới nhà. Xong ngủ tới 7:30. Bây giờ xe học ngủ hả? Qua đây Đà Lạt nha. Không bạn ơi, không ngon bạn ơi, gỡ tôi chiên nha. Chiên khen. Kỳ vậy, bất vô. Đố chị tại sao á? Họ đã có cái đèn luôn hả? Để cho Tường dính cái môi ngon là lấy Tường một phần môi. Đẹp quá nha. Tao chán đâu? Tội gớm. Cười bình thường ơi. Thở hết ra rồi. Ăn
thử cái con ghẹ ở Đà Lạt xem là nó khác hay là nó giống gì. Nó bên cao cấp hơn con ghẹ Sài Gòn chứ con ghẹ miền Tây. Càng quá. Nó ngồi chặt em á, rớt cái túi nha. Em ơi. Ghẹ là đạt cái con nha. Ghẹ là đạt con hơn ghẹ Sài Gòn. Vì sao? Vì con ghẹ là đạt nó bơi 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 đó. Cái thịt của con ghẹ Đà Lạt nó cũng ngọt. Nói chung là Đà Lạt số 1. Đà Lạt muôn năm. Đúng không? Đó. Anh chị biết. Anh chị em đi. Thấy không? Đây cái cổ ta nó mới thịt nữa thấy chưa? Nè thấy chưa? Chợt lửa là cái gì? Thôi nó mặn á.